Quận ủy Hành Sơn vừa tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 42 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận. Đợt này, quận Ngô Hành Sơn có một đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, năm đảng viên nhận huy hiệu 55 năm và 35 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quân ủy Nguyên Sơn chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng được này, đồng thời trân trọng ghi nhận sự cống hiến đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của địa phương. Mong muốn các đồng chí luôn mạnh khỏe, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ và chính quyền, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tổ chức cơ sở Đảng, là tấm gương sáng để lớp đảng viên trẻ học tập noi theo.